quán đang ở. Con tên là Lê Thị Trang, con 23 tuổi. Nhà em còn không có tiền cơ, không có gạo ăn, nhiều khi ăn bữa đói bữa no nữa, không đủ tiền ăn. Rồi bây giờ có con vậy thấy nó hạnh phúc hơn. Giờ lớn mình đỡ rồi chứ còn nhỏ những ghê lắm. Nhớ nhất là em vừa rồi công ngọng con nghiệp rồi. Rồi mình mãi dơ nữa, rồi đi lụm ve chai, rồi nhiều khi trời mưa mắc mưa rồi nhịn đói nữa. Nhiều khi nhỏ mãi dơ của người ta còn đuổi ra nữa. Ta đuổi ra hả? Dạ, tính đuổi ra tại mãi dơ quá. À, lúc đó dạ, lúc sao? Đó đi thì lúc đó bị quê như quê rồi đi. Theo là một clip rất là dễ thương, một cái clip ăn uống nhỏ nhỏ, coi như là mừng. Cái này là một là mừng, một là cúng cho các ông bà ở đây, những người khuất mặt khuất mày ở đây, cũng như là ông bà ở đây là độ cho bé Trang con của mình sức khỏe. Thứ hai thì bé Trang có ngỏ lời là hôm nay thì em sẽ nấu cho cúng xong thì sẽ đãi cho anh Nguyễn, anh Bùi Hồ cùng các anh thợ xây nhà của bé Oanh á, với mẹ của mình. Đó là một cái con vịt nấu cháo hơn 2 kg. 2,5 kg hả? Sáng nay thì để có được cái con vịt nấu cháo như thế này là anh Nguyễn phải chở bé Trang đi hỏi coi chích ngừa, làm giấy ATM. Rồi đây là cái con vịt nè, người ta làm giùm luôn là khoảng nhiêu tiền hả? Là 190. Người ta bằng người ta treo cánh sẵn luôn hả? À đây, mình mượn cái bàn này đi ha. Anh Nguyễn thì làm cái cách cúng sao Nguyễn? Để gì ha? Để đây luôn ha. Chỗ mình chặt mà. Ừ, chỗ chặt đấy. Chặt đây đi. Cho mình tay để chân. 4 chén cháo hả? Em lấy gỏi đi, lấy cháo nè. Dạ. Nhà chén đâu nhiều vậy? Dạ, sáng mới mua thêm 5 cái nữa. À, 4 chén cháo anh Nguyễn hả? 4 chén đi ha. Gọi em làm luôn hả Trang? Dạ. Cho anh mượn cái chén đi, hai cái chén. Dạ, hàng. Đây 70.000 quá. Dạ hả? À, biết gọi gì không? Gọi chú Hồ. Đây nè. Khá là đắt. Uống cái chén bốn đôi đũa. Quay này nè, mới hay nè. Vô đây nè, chỗ đây nè. À, 23 tuổi, vừa chăm con vừa làm nước mắm ớt, nhìn ngon không? Cô bác anh chị mà ở nước ngoài á, gặp cái chén nước mắm này tự nhiên chắc có thể là thấy nó ngon ghê á. Kiểu là thèm nhớ cái vị quê á, nhớ cái vị đồng quê á. Giới thiệu cái món là cô bé cha sáng lên thành là món này mắc tiền quá. Gọi 70 ngàn hả? 70 ngàn gọi. Cháo này em nấu luôn hả Trang? Dạ. Cháo quyết nè anh. Quyết bé Trang sắp sắp để vô đây nè. À, gỏi này là này, chuối. Gỏi này là gỏi chuối hộp. Gỏi này là 70.000. Bé Trang trộn với rau thơm nè, với là gỏi chanh ớt đó, ngon á. Đây. Rồi. Oh. Bây giờ thì anh Nguyễn hướng dẫn cho bé Trang cúng. Dạ. Anh nói như thế nào đó? Chứ mình cúng trình nói là cắt vậy đó. Tới đây luôn mình cũng bắt. Mấy cây ngang nhưng mà cái lời giá mấy cây gì? Ba cây. Giá sao? Anh nói cho bé đây nghe. Dạ, lần đầu tiên em cúng. Dạ, cúng lên, đợi lấy cái máy đi rồi. Có nghĩa là có trước thì có sau, có trước thì mới có sau, có ông bà thì mới có những cái thế hệ hậu bối như là tụi mình vậy nè. Thì tấm lòng mà thì mong ông bà ở đây cũng sẽ hiểu. Có quẹt hả? Dạ. Quẹt sau lưng hả? Sau lưng có anh Nguyễn mà có lửa. Rồi anh Nguyễn dạy em phải trang giấy đi Nguyễn à. Ngồi
Rồi sao? Ngồi xuống quên bạn, ngồi xuống nói đi. Hôm nay con đến đây cục đất này, con ở cục đất này. Con trình với ông bà tại cục đất này. Con hôm nay tên tuổi con cưng tên gì đó? Hôm nay con tới cái này ở con tên là Lê Thị Trang. Con 23 tuổi. Hôm nay con có làm con vịt. Hôm nay 4 chén cháo. Dạ, hôm nay mong ông bà về đây nhận chứng giám dùm cho có chút tống lòng thành. Con chúng được 4 chén cháo của con vịt. Dạ, con xin chúc lòng thành. Mà mong ông bà về nhận chứng giám dùm cho con. Về ăn uống với con. Về ăn uống với con. Phù hộ gia hộ. Phù hộ gia hộ. Độ cho con và con của con. Độ cho con và con của con. Mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Làm ăn. Làm ăn. Thuận lợi. Thuận lợi. Rồi. Rồi. Nãy giờ quên đi tủ. Ông bà cũng thông cảm nha. Rồi là không sao mà. Nhưng mà cái tấm chân thành là quan trọng nhất. Cười kìa bé dễ thương hả Hồ? Dễ thương. Ừ. Vậy là sáng nay là bữa ăn thịnh soạn cho con có hai mẹ con hả? Dạ. Có nghĩa là nhiêu ta? 200 mấy? 209. Dịch 109 à? 207. Mua gỏi 70 nữa thì cái 206 rồi. Với ớt với chanh vô gặp 300. 300 mà ba anh thợ nữa là 6 người ăn, người 50 ngàn. Rồi, ăn nay lộn. Mai lỗi tiền với Trang cực khổ rồi. Dạ đó có gì đâu, có lâu lâu thì anh sợ em vậy em cũng đãi anh ăn được em mừng á. Nhưng mà nấu cực không? Dạ cũng không có cực, có nghĩa nó cháo dễ. Dạ. Sáng nãy rửa về rửa vịt xong rồi gan gạo rồi bắt lên là xong. Khoảng bao nhiêu phút ta? Dạ từ làm lúc hồi nãy về là mấy giờ? 9 giờ. Dạ 9 giờ, làm cỡ 10 giờ. Ừ. Rồi em lúc em làm là để em bé nằm dạ. Chơi đây. Dạ anh tự nằm chơi không có giữ. Có khóc không? Dạ không. Dạ hả? Hay ha. Cháu nhìn thấy thèm không? Ngon không? Cái màu á, gan á. À, ngon chưa? Thèm muốn chảy nước miếng đói bụng. Hiện nay là gần 12 giờ cô bác với anh chị. Dạ. Nói chung thì quây quần nhau cho bé Trang nó vui là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để cho bé Trang sẽ mạnh mẽ giao tiếp hơn ở một cái nơi lạ. Cái thứ ba là mình nói về cái chuyện tâm linh á, thì nơi nào cũng vậy, cũng có một cái gì đó thì mình tôn kính ta, tôn kính ông bà ở đây thì ông bà sẽ phù hộ. Giống như mà trước khi mình đi đến vô một cái ngôi nhà nào mình cũng phải hỏi xin phép. Yeah. Thì dù sao thấy cũng vui hơn cho mình hơn là đi ngang dài dọc đó, thì nó mục đích là vậy. Còn cái việc là ăn cháo thì để cho quay quần với nhau. Thì mấy anh em thường thì trưa anh Nguyễn với lại Bùi Hồ với lại các anh thợ sẽ ăn ở ngoài tiệm. Thì hôm nay thì làm ở đây thì bé Trang có mời các anh thợ xây nhà bé bà mẹ bé quanh đó thì vô đây dùng cháo luôn, thì để dùng cho nó vui mà ra thì vui là quan trọng nhất. Bây giờ không biết nói gì nữa, Nguyễn nghe anh tên nói đi. Anh hồi bé Trang thì cảm xúc rồi hôm nay cũng trọn vẹn cũng đầy đủ mọi thứ. Dạ. Thì cảm giác như là như thế nào, như ngày trước đó, ở nhà đó, ở quê đó. Dạ. Có từng những món đồ như thế này như thế nào sao không? Dạ không. Sẽ cho bên Bùa Hồ. Không, lúc trước ở nhà em còn không có tiện cơ, không có gạo ăn. Nhiều khi ăn bữa đó bữa no nó không đủ tiền ăn. Rồi bây giờ có con vậy thấy hạnh phúc, em nó vui. Dạ. Anh biết đâu hôm qua sáng em không ăn cơm buổi sáng nữa. Cái chiều em muốn ăn. Ồ sao vậy? Để vui ăn không ăn. Vui. Không ăn hết đói. Vui mà quên đói. Dạ. Tí không ăn cơm. Dạ. Cái chiều cũng mới ăn cơm. Cái lúc mà mình khó khăn nhất á thì mình được một cái phao
Có nghĩa là lúc mình đang bơi giữa dòng á, mà không có ai người ta quăng cho mình một cái chiếc phao á, thì lúc đó là nó quan trọng nhất. Vực dậy lúc đó quan trọng nhất, thì đây là những cái giai đoạn khó khăn nhất. Thì anh cùng với Mạnh Thường Quân á, cũng mong rằng là sau này cuộc sống của mình ổn định hơn, em bé có án thì em cố gắng làm lại cuộc đời, và anh nghĩ rằng là em sẽ có một cái tương lai tươi sáng ở phía trước ha. Có ở đây, nếu như em ở đây có chuyện gì khó khăn nhất cứ hỏi anh Nguyễn. Cứ hỏi trực tiếp anh Nguyễn, là anh Nguyễn cái chuyện đó được hay không hay là như thế nào á, thì anh Nguyễn, tại vì anh Nguyễn là dân địa phương ở đây nè. Là thứ nhất, thứ hai anh Nguyễn đã từng sinh ra lớn lên ở đây, và anh Nguyễn đã từng trải rất là nhiều. Anh Nguyễn tuổi cũng khá cũng lớn, và anh Nguyễn đã biết rất là nhiều thứ, nên em cứ hỏi trực tiếp anh Nguyễn đi. Còn anh thì ở xa, anh Nguyễn có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Dạ thì cũng thay mặt em Trang và bên kênh cái Buồn Hồ và Nguyễn Anh Giang, thì từ trước đến nay em cũng hỗ trợ bà con cô bác trong nước và ngoài nước, cũng hỗ trợ kịp thời cho em Trang trong cái hoàn cảnh ngặt nhất, khó khăn nhất đó, thì cũng chung tay bà con cô bác ở gần chợ cũng một ít một thứ như là nệm hay là quần áo hay là những vật dụng đó. Thì sau đó thì tới Nguyễn Anh Giang và Bùi Hồ nó cũng hỗ trợ kịp thời cho em đó, thì cũng mọi thứ mọi cái nó đầy đủ, cũng hướng dẫn và động viên cho em có cuộc sống tốt hơn đó. Nguyễn chân thành tri ân tấm lòng của tất cả cô chú anh chị là vừa qua được hộ cho em Trang. Đúng là một miếng khi đói thì nó sẽ bằng một gói khi no, mà khi đói thì người ta cảm thấy cái gì nó cũng ngon, đúng không? Còn khi mà no thì cho thêm nữa thì nó cũng cảm thấy là nó không ngon. Bữa nay tự nhiên hồi nãy cười tươi mình nên lúc Trang cúng á. Có anh Nguyễn sẵn đây tâm sự nè, có người nói là anh Nguyễn, thôi anh Nguyễn làm cha đỡ đầu cho bé đi. Hả? Có nghĩa là đỡ đầu cho bé thôi mà sao cười? Giờ cười. Nhưng mà quan tâm những đứa trẻ đó, Nguyễn Anh Giang trước đến nay cũng khá là nhiều hoàn cảnh, nhưng mà Nguyễn đi hành trình những đứa trẻ mà nhìn rất là tội, rất là đáng thương. Nguyễn được cái duyên đó, những đứa trẻ em cũng rất là trọn vẹn những cái sau một cái chuỗi Nguyễn chia sẻ để giúp đỡ những các cháu các em đó, thì cũng được trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay nó nhận lấy được cái anh chị cũng cảm ơn Nguyễn, nói chung là Nguyễn vui hạnh phúc lắm, động viên cho Nguyễn cố gắng để làm những hành trình để giúp những hoàn cảnh ngặt nghèo giống với Trang nữa. Nguyễn vui, Nguyễn rất là mừng. Trong cái cuộc đời này thì nó có rất là nhiều cái câu chuyện và những cái câu chuyện hoàn cảnh đáng thương nhiều lắm. Và đặc biệt trên kênh của anh Nguyễn thì lúc trước Bùi Hồ thấy có một cái bé An, đúng không anh? Bé An thì cũng giống giống như em mà nè. Thì cũng có em với một họ anh Nguyễn cũng giúp đỡ đồng tình, vì sau này cũng có cuộc sống ổn định. Mọi người cũng có góp ý là thôi thì nhận làm người đỡ đầu hay cha đỡ đầu vậy đó. Thật ra thì với một cái tình thương á, thì cái gì nó cũng cần có cái duyên hết á. Và thấy cái giai đoạn khó khăn nhất á, thì mình cùng chung tay giúp đỡ. Còn như anh Nguyễn chia sẻ mọi chuyện ở phía trước đều tùy thuộc vào cái duyên hết. Và cái chuỗi duyên là nó quan trọng lắm ha. Thì bé Trang nó tuổi cũng khá là trẻ, cũng chưa từng gia chạm tới. Thì chạm tới thì cũng có chuyện buồn cũng xảy ra, thì không ai đưa mong muốn. Thì sau cái kinh nghiệm này đó, Trang cũng rút một kinh nghiệm sống tốt hơn, đó là mong muốn sau này đó, như Bùi Hồ, Nguyễn Giang, bà con cô bác trong nước và ngoài nước mong muốn cho em cuộc sống tốt hơn nữa. Bà con thất vọng gì em nha Trang, cố gắng nha. Dạ, em sẽ cố gắng để vợ con chú thất vọng gì em đâu. Dạ. Thôi, con cũng đã còn dài mà, còn nhiều vấn đề để mà gia chạm mà. Cái chuyện buồn thì mong nó đến của em đến đây kết thúc và mai mốt đến là sự may mắn. Biết sinh vô chùa ngủ là coi như có duyên với Phật rồi. Hôm nay Hồ thấy Trang nghe là hồi sao hồi nãy em chạy gặp nói Trang, anh nhìn em không ra luôn. Anh nhìn em sao đẹp gái quá vậy. Trang nói không phải đâu anh, tại hôm nay em đi chụp hình làm giấy gì, ra làm thẻ, ra làm cái thẻ nên là nữ lại
anh thấy em lại nhưng mà càng ngày càng tươi xinh tươi ra, mai mốt mập mập lên khoảng chừng 5 kg nữa là mọi người nhìn em hết ga luôn rồi. Hết ga là đẹp ga chứ không phải là xấu ga nha. Có chia sẻ rằng á, này là cái suy dinh dưỡng vậy đó, ngày xưa là thiếu ăn thiếu uống rồi đi mất bọc rồi băng cái số rồi ngủ bệnh ngủ bụi bị bắt cóc rồi đó, nên thành thử là thân thể gầy guộc vậy. Rồi sau này có thể là ăn uống đầy đủ thì sẽ mập mập hơn chút xíu. Dạ. Phải ăn nhiều khi hồi nhỏ đi mất bọc, giờ lớn mình đỡ rồi chứ hồi nhỏ những ghê lắm, nhóm nhất là em hồi lùi câu ngọng câu nghiệp rồi, rồi mình nãy dơ nữa, rồi đi lượm ve chai, rồi nhiều khi trời mưa mắc mưa rồi nhịn đói nữa. Cố gắng lên anh Trang, thấy nói chung là không chịu ăn sáng nè. Nó mình không ăn sáng luôn hả? Tiết kiệm, ăn tốn tiền quá Nguyễn, nói gì đó. Có nghĩa là sáng em không ăn sáng luôn? Lâu lâu thì em ăn được chứ, lâu ăn lần chứ ăn hoài đó. Ăn gì nè, thường sáng em ăn gì? Thì em sáng sớm rồi em gửi mấy gì cho cô chú em mua giùm đồ ăn rồi xong về làm đồ ăn rồi ăn cơm luôn à, không có ăn sáng. Hồi đói giờ luôn? Dạ đói giờ cũng có ăn sáng nhưng mà ít lắm. Có khi nào ngồi quán đồ ăn không? Dạ có mà cũng ít. Có nghĩa là ngày xưa em làm công ty thì em có ngồi tiệm đồ quán đồ ăn không? Dạ mua hộp ăn không à, mua hộp vô công ty ăn. Còn lúc rửa chén cho ta thì sao? Hãy rửa chén người ta thì sáng người ta nấu mì, nấu cho con mì ăn. Chứ không có đi bao giờ đi tiệm ngồi uống cà phê được hả Trang? Không. Hồi đó giờ có đi tiệm ngồi uống cà phê không? Không. Uống nước được? Không, mắc cỡ. Mắc cỡ? Dạ. Rồi sao mắc cỡ? Tại đông người á. Dạ. Không có quen. Có nghĩa là mặc cảm lắm. Khi mà cuộc sống của người mà ít tiếp xúc á, là gặp đông là tự nhiên như sợ. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Và thậm chí là khi mà Trang kể là cái lúc mà đi mất bọc mình hôi thối á, mình vô quán cà phê gặp người ta là mang giày rồi thậm chí là ăn tên đi hoặc là tại chạy những cái chiếc xe sen mình cảm thấy mặc cảm đó, đúng không? Dạ. Vậy không? Dạ nhiều khi nhỏ nãy giờ của người ta còn đuổi ra nữa. Ta đuổi ra hả? Dạ người ta đuổi ra tại nãy giờ quá. À lúc đó dạ, lúc đó đi thì lúc đó quê như quê đi bỏ đi. Có khi nào mình khóc không? Ta đuổi là gì? Có khi nào mình khóc không? Dạ có. Dạ. Nhưng mà cười người ta cũng không dữ, ta nạt cái có hai lần mà nạt em cái em giật mình em khóc luôn. Khóc là sợ hay là khóc vì tuổi? Dạ khóc vì sợ. Khóc vì sợ người ta. Dạ. Có khi nào em cảm thấy là khóc vì mình tuổi, cuộc sống của mình là một người con gái nè mà mình đi mất bọc gì, còn các bạn thì được đi học á, có khi nào cảm thấy mình khóc vì mình tuổi thân mình không? Dạ có, nhiều khi mấy bạn cũng được đi học và cha mẹ đưa đón rước về, còn em thì không có được đi học, cũng phải đi kiếm tiền, nhiều khi cũng có nghĩ suy nghĩ này cũng tự nhiều khi em đi dọc đường em mất bọc á rồi em tự em khóc con em luôn. Có khi nào em mất bọc đi ngang một cái trường học không? Dạ có, em đi hoài ạ. Lúc cái trường học tan trường thì các bạn uống những cái ly nước, ly nhựa nè, các bạn quăng xuống đường nè đó, thì lúc đó em đi ngang á, em bằng tuổi các bạn, em lại lượm cái nhựa đó để em bán em lấy tiền. Có thì... mấy đứa đó, nó cười em nữa, nó chọc quê, nó con đứa lượm bọc nữa. Lúc em... Chọc quê sao? Dạ, nên là con đứa lượm ly của tao thì nó là nhỏ, nó nói vậy. Nói như nói em lụm da chai, nói với mấy đứa kia vậy đó. Thật ra nghe bé Trang kể đợt đó muốn khóc luôn cô bác anh chị. Tại vì mùa hồ cũng từng đi dạy học biết mà, khi học sinh nó tan trường á, nó những cái ly nước nó uống đem ra ngoài đường nó dùng á, thì những đứa trẻ mà cơ nhở như cái trường hợp của bé Trang á, lụm cái đó đem dạy tích góp và bán, trong khi người ta được đi học á, mình đi lượm bọc. Thì nói chung là cái cảm giác đó chỉ ở những người ở trong cái tình trạng đó, trong cái hoàn cảnh đó thì họ mới hiểu hết. Hồi nhỏ em đi làm gì em đâu có không có mang dép đi vào khâm nguy hiểm không? Không những là tội mà nguy hiểm nữa. À Trang, mai mốt à Trang, cố gắng ăn sáng được nha. Nãy có nói với bộ hồ đó, việc ăn tiết kiệm đó.
mốt mà ăn sáng vô mình để mốt có thùng mì ăn là ủng hộ buồn nha. Có không dạ. Có thùng mì không sao không? Dạ. Ăn để cho mập lên để cho mong quá mình là mong muốn em có ăn có để có sức khỏe nha. Có tiền đó là bà con ủng hộ cho cưng đó là để ăn nha. Dạ. Có nghĩa là mình ăn trong cái khả năng của mình mặc dù mình chưa làm ra tiền, ví dụ như sáng nay mình ăn mì hay là mình ăn bánh mì hay là ăn xôi gì đó cho nó đỡ đói buổi sáng đến 11 giờ mình mới ăn cơm nữa. Dạ. Chứ không phải là mình dành cái số tiền đó. Cô bác anh chị khuyên anh Nguyễn khuyên ăn sáng là không phải là dành số tiền đó để ăn phở hay là ăn gì nó cao sang, nhưng mà cuộc sống mà nó phải có ăn buổi sáng là buổi ăn quan trọng nên em phải cố gắng ăn sáng. Trưa có thể nghỉ được nhưng mà sáng là không để ăn sáng. Dạ, tại nhiều khi em thấy sáng cũng thấy đói, cũng thấy đói cũng không quan tâm, cũng không ăn nữa cũng để quen. Thành thói quen, chuyện đói cũng là một thói quen không? Dạ đúng rồi anh. Bao tử nó bị tốt lại quen à. Thôi bây giờ anh Nguyễn cứ trao đổi với bé Trang đi, em nhờ Đạt vô xé con vịt, rửa tay sẽ đuôi nhang xé con vịt ha. Bây giờ là cũng bà nữa, nhưng mà bây giờ cũng đã hụ thưởng rồi. Dạ. Nhang cũng đã xong rồi. Dạ, Đạt kêu Đạt. Tranh thủ cho anh thợ. Đạt ơi! Đạt! Dạ. Đạt ơi! Vô lưu nhang, vô xé giùm con vịt đấy. Thở thì cũng đói bụng. Cái thở là vô đi anh Hồn, vô phụ tay tí đi, để Trang giữ con. Cái lưu nhang, lấy nhang ra cắm ngoài góc kia giùm đi. Đưa ở chú Tám kìa, cắm ngoài góc xoài á. Gạo đổ vô là không ha. Rửa tay và xà bông đồ cẩn thận ha. À, cắt đi. Chặt đi. Rồi. Đây là các anh thợ, đây là anh này cùng tên, anh này tên Hồ luôn. Hồ. À, anh này Hồ lớn em Hồ nhỏ, anh này tên Đạt, thợ chủ, thợ hai thợ một phụ. Như là chú Tám năm nay năm mấy tuổi cũng làm hồ mà cô bác anh chị xem hiểu á. À, bé Trang thì mời hai anh em lại đây ăn, nhưng mà bình thường lại đây ăn bỏ bao thợ ăn. Thấy buồn quá. À, cũng kỳ kỳ đúng không anh? Thì thôi thì anh em thì có gì ăn đó, ăn đường cơm đường cháo chợ thì cháo chợ, hôm nay ăn chật thì ăn chật. Đúng không? Nhỏ nhỏ em bé kìa. Lưới lưới này vô đổ cháo vô nồi đi Trang. Em bắt cháo nóng lên, hâm nóng. Nóng chưa? Dạ nóng. Vô vô đi chú Tám. Ở này mình dọn xuống dưới luôn đi ha. Rồi quay về Đạt nó chặt vạch coi có vợ rồi coi chặt như thế nào. Nè Trang, bỏ này vô. Gạo để đâu ra? Trang em đổ cháo này vô nồi lại. Cái gỏi này đổ vô đây mình trộn giấm này ha. Rồi thôi mình không có ăn trên bàn, ăn dưới này đi ha. Ăn dưới đi, các bạn ăn đỡ lên. Bình thường á là các anh thợ hồ này nè là sáng là dở cơm ăn, có nghĩa là vợ sẽ dở cơm theo, còn ai mà chưa có vợ thì nhờ người hàng xóm hay gì đó dở cơm theo. À, nhưng mà hôm nay là ăn hoặc là ăn tiệm ăn chợ đó mấy ngàn phần, nhưng mà hôm nay thì cùng với lại Bùi Hồ với anh Nguyễn ăn chật luôn, ăn chợ với ăn chật nó cũng gần nhau à. Chợ với chật hả? Mình bình thường mình không ăn chợ thì mình ăn chật hay đặt ha. Nhưng mà ăn lần thôi, ăn nhiều lần ta không có đâu đãi bên ngoài. À, đem lại đó thì đấy đâu nó nhiễu nước á, hiểu không? Đem lại gần cái bếp kìa. Đây là nước mắm mặn. Nước mắm ở miền Tây gọi là nước mắm hai loại, nước mắm mặn với lại nước mắm mặn. Nước mắm mặn là nước mắm làm á, làm bằng tay á, gọi là nước mắm mặn. Cháo nhỏ xíu. Thì gồm có tỏi, ớt, nước mắm với lại đường, ngọt và chanh. Là nước mắm mặn. Anh Hồ, để em lấy cái chén. Mình sử dụng là mấy chén này đi ha. Đây. Chén này có sao? Dùng đi. Tiết kiệm đi, tiết kiệm nhiều nào được tiết kiệm. Anh tự nhiên lắm Trang. Dạ anh cứ tự nhiên à, mấy anh tự nhiên à. Họ thấy cảm giác như cái nồi cháo cái vàng lên nấu. Có dừa phải không?
có dừa đúng không? Dạ không. À. Anh bỏ miếng ngò tiêu vô không? Để em trang điểm cho nó một tí. Trang điểm nữa. À, có tiêu không Trang? Dạ có. Tiêu có tiêu luôn. Ăn thì nó có hai hình thức á, là một là ăn bằng mắt trước, khi mà một cái thức ăn gì đó nó có sự đẹp ở trong đó thì ăn nó sẽ ngon hơn. À, thậm chí là những cái nhà hàng hay là gì cái món ăn nhỏ xíu mà mắc tiền á, anh coi các em trang trí trang điểm nó đẹp không, lấy cái hai tô mà Trang làm ấy mà làm ngon mà. Anh Nguyễn hồi đó giờ có thường hay đi ăn chợ không hay là đi ăn chợ nhiều anh Nguyễn? Ăn chợ nhiều, chợ ít lắm. Dạ. Ăn chợ mà ngon. Còn sống. Đừng đứng lên nghe nè. Dạ. Nước sôi, nước sôi. Ăn chợ thì được cái là nó tiện. Còn ăn chợ thì mình phải dọn. Nhưng mà người phụ tay chân cho vui nè. À. Ăn tiêu nhiều không? Em để tiêu lại. Cái giá đâu ta? Trang dạ. Em nhà em có cái giá. Giá này nè, có cây một à? Có muỗng có không? Thôi khỏi đi, lấy này đi, khỏi đi. Không có. Cái nào mấy những cái này á là sao ta? Cũng mới có ấy à, mới có làm à. Quay này nè, quay Trang sắp dịch đi anh. Anh nói đi Nguyễn ơi. Anh nói cho cô bác của anh chị xem đi, hồi sáng mua dịch sao đó. Chạy. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống. À, ta nói là ta nói bao ăn, ta nói gì đó bao ăn. À, một béo. À, mùa này á, mùa nước nổi, nó dịch ngon lắm, nấu cháo là hết sảy và lẫy. À, chỉ hướng dẫn là gì, ăn với cái gì nè, gỏi chuối hộp là hết ý luôn đó. Mà ông bà ta cũng hay ha, ở miền Tây mình có câu á là gà thì xé, vịt thì chặt. À, thì nó gà thì nó xé ăn ngon hơn, còn vịt thì nó chặt, bây giờ nó bụng quá. Nè, vô đây đi, qua đây nè. Trang mua cái bọc gỏi đó. Ôi con vịt này mập ghê á Trang. Trắng dạ. Nếu như mà con vịt này 2 ký mấy này, tụi anh mà không có ghé ăn thì em ăn mấy ngày? Dạ, yeah, cân tận. Cả tuần hơn. Con bọc nhỏ xíu là gian cái thang à, nói 70 ngàn Nguyễn ơi, mất tiền quá. Con vịt nò, ủ lù mỡ không á? Ừ. Nhưng mà luộc vịt chín nè, chín hết à. Hay. Ủa, dám đâu? Dám à, dạ. Không, em cứ để đùi rồi lại lấy chân rồi cho mấy anh thợ chân với đầu rồi đó. Dạ. Mấy em ăn chân với đầu rồi em ăn đâu được. Dạ. Để cho đùi rồi lại, mai mốt bé Trang dùng tiếp. Chân đầu cánh đầu gì đó tiêu. À. Rồi dùng đi tắt, dùng lên rồi. Bây giờ làm việc tắt để chờ lâu quá. Tới giờ để ăn tranh thủ đi làm nữa rồi. Tới giờ luôn. Được chưa? Để cái mề. Để tim này, để tim này anh dùng. Dạ thôi em ăn tim. Chấm cái hàm lấy cánh ra cho mình. Đâu cánh rồi anh? Thử miếng ra, thử miếng đi. Rồi ok. Ăn đi chúng ta, tèn tèn ăn đi, còn cháo nhiều ha. Ngồi đi Trang. Ăn đi. Em ngồi đi. Có chén anh đâu? Ngon hả? Một lần nữa thì buổi hồ với anh Nguyễn chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị dùng cháo vịt với lại bé Trang và anh Nguyễn cùng các anh thợ ha. Sao rồi? Đói ngon hay là bé Trang nấu ngon? Nè. Vừa ăn hả? À, Trang vô ngồi, Trang vô ngồi đi anh. Dạ. Đây em cầm nha. Anh vô anh ngồi anh coi. Được rồi, được rồi. Không, tiên chủ hộ khách anh. Đây cho các anh thợ ăn đi. Làm sao rồi? Ăn đi trời. Dạ ăn đi bé Trang. Thôi ăn đi, em còn giữ con, ăn đi. Dạ. Bé nó dễ ăn hả? Dạ, ăn đi. Em ăn đi chứ em ăn sao. Ngại nữa. À thôi anh vô ăn, hai anh vô ăn luôn đi. Anh thôi gì ấp máy rồi đi bắt đâu, để cho em nếm thử miếng cô bác anh chị biết cái cảm giác đi. Thôi, hả? Để đạt thử rồi là ngày của bé Trang đó, hậu bác
Ngon được mẹ. Dạ, không biết mấy anh ăn cái này sao? Là hao cháo lắm nè, cái giá này giá hao cháo nè. Múc một giá là đầy chén luôn á. Ồ ngon trời. Ủa sao nêm hay vậy? Dạ, em có chỉ nêm ngọt với nước mắm. À mà em nêm cháo ngon á. Cái này là gỏi chuối hột đúng không? Chấm vô đây một tí ha. Cái này là đặc sản của miền Tây luôn á. Chú này em bào hay ai bào? Dạ em mua, tao bào sẵn. Chú hột nó trị bệnh bao tử. Mà chú hột ngon hơn chú kia nhiều lắm. Chú kia nhẫn nhẫn, mình gọi chú hột là không nhẫn. Ăn thử miếng một miếng thịt vịt coi như thế nào nha Nguyễn nha. Chú miếng nhỏ nhỏ á. Thịt bánh kìa. Dạ dạ được rồi ta. Nước mắm làm thì ngon nhưng mà hơi mặn tí xíu. Cái này thêm một cái tí anh hồ thấy mặn không? Ừ. Ở miền Tây mình thì thích ngọt. Dễ ăn hả? Ngọt quá cũng ngon. Cay có, mặn có, ngọt có. Vịt này béo nữa. Nên nhiều view món ăn luôn. Dạ mấy anh ăn cho no no nha. Dạ. Con vịt này mập ghê á. Rồi, ăn lên nữa. Chắc ốp máy đang cho anh Nguyễn ăn, cô bác anh chị. Anh Nguyễn nãy giờ 12 giờ mấy anh đang thèm. Thôi xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị. Một lần nữa cho Bùi Hồ, anh Nguyễn, anh Giang và em Trang chân thành cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Chúc cô bác anh chị sức khỏe để có được một cái bữa ăn mà đậm ấm như thế này á. Cũng như cô bác anh chị hỗ trợ hẹn kim cũng như là cho các anh em có một cái ngày mà xung cái chỗ cái căn phòng trò như thế này, nó xung họp vui như thế này. À, cũng các anh em không ạ. Xin chào ha. Bye bye.